Chú Năm ơi, chú Năm. Anh Hai mới đến hả anh Hai? Mời ngồi ngồi, ngồi uống nước anh Hai. Giờ này còn sớm mà, chắc chưa có khách khứa gì hả chú? Khách khứa gì đâu anh, chỉ vàng bạn già lối xóm mà. Cũng nhờ anh chị cho con ăn sách qua 4 con gà. Nếu không mà tôi định cũng đơn sơ thôi anh. Tôi biết chú không dư giả gì. Thôi thì anh em góp lại chút đỉnh làm mâm cơm để tưởng nhớ thím nó. Tình nghĩa của anh chị bên đó em không biết nói sao cho phải. Nè, tôi tính sau khi thằng Lợi nó mãn khóa sĩ quan lục quân á, mình làm đám cưới cho hai đứa nhỏ cho rồi á. Thôi, sẵn hôm nay cúng cơm má thằng Lợi, chú báo cho thím nó biết luôn nha. Có con dâu như con An nhà anh á, là nhà tôi có phước 3 đời đó anh. Còn tôi mà được thằng rể như thằng Lợi nhà chú á, cũng là phước 4 đời. Tôi thương nó ở cái chỗ học hành xong rồi á, lại đăng ký đi bộ đội. Nó không giống như cái thằng Bình nhà tôi, con nhà lính mà muốn làm kinh tế. Như vậy là mới phải chứ anh. Đang thời buổi xây dựng kinh tế, cần phải làm cho đất nước giàu đẹp vươn lên nhanh chóng. Thằng Lợi nhà tôi nó không có tài học như cái thằng Bình. Thôi thì đành cho con đi bộ đội vậy. Tôi không có nhất trí như chú đâu. Hoàn cảnh đất nước mình, dù chiến tranh hay hòa bình, lúc nào trong quân đội cũng phải có những người ưu tú, tài giỏi nhất. Muốn giữ được thành quả xây dựng đất nước là phải cần đến những chiến sĩ trẻ hôm nay. Ít ra thì chú cũng có người nối nghiệp chứ. Tôi còn nhớ anh em mình ngày xưa cùng chiến đấu gian nan, thề đồng sinh đồng tử, khát khó người dân còn hơn máu mủ. Mấy lần tôi bị trọng thương, chú cậu tôi vượt ruộng băng đồng. Nay hòa bình mình ngàn nhã, thiệt nhớ bạn bè đã phải hy sinh. Tấm lòng của anh bao la nhân hậu, chiến tranh tàn còn lại mấy anh em. Tôi với anh trọng nghĩa vẹn tình, luôn nhớ tới đồng đội ngày xưa. Thật xa ngày nay trăm tư đổi dời, lòng dạ con người cũng thay đổi khác xưa. Ai sao kể họ, tôi với chú trước sau như một. Nhất là chú, thiếp nó mất hơn 20 năm rồi. Mà chú thà nhận con nuôi chứ không hề bước thêm bước nữa. Quý là quý ở chỗ đó đó chú à. Nếu vợ tôi còn sống, con gái tôi không chết trong tù, thì chắc bây giờ tôi đã lên chức ông ngoại rồi hả anh Hai? Thật tôi không ngờ, lần tôi đưa cô ấy về bên ngoại lánh thân chờ ngày sinh nở, lại là lần vĩnh biệt. Nên mỗi lần đám giỗ liêm, tôi buồn không sao chịu được, nên không dám mời ai, duy nhất chỉ có anh thôi. Thì hồi đó tôi làm chủ hôn, đứng ra làm lễ tuyên bố cho hai người. Sống chết gì ông Mai cũng phải có trách nhiệm bổn phận chứ. Ủa, con An đâu? Nó xin phép tôi qua đây sớm lắm mà. Thì nó qua sớm dành đi chợ với tôi. Vợ đang làm gà ở phía sau nhà. Con gái của tôi giỏi thiệt, chưa chi mà đã tập làm dâu rồi. Ba, ba cứ ghẹo con hoài à.
ba ơi, chú Năm nấu bếp ngon lắm đó ba. Lê, anh nuôi số 1 của đơn vị ba đó con. Chú Năm ơi, sao chú không mở quán nhậu đặc sản, tài nấu ăn như chú đắt khách lắm á. Chú chỉ nấu ăn chiêu đãi bộ đội thôi. Dạ lại thằng Lợi cũng không thích chú mở quán nhậu đâu. Bữa nay là đám giỗ má ảnh, mà ảnh cũng không xin phép về nữa. Nó điện báo về bận công tác có thể về trễ. Ảnh thiệt á, đủ thứ lý do hết à. Nóng lầm lắm hả con? Ba ghẹo con hoài à. Anh chọc con nhỏ đỏ mặt rồi kìa. Chú An à? Dạ. Gà làm xong chưa con? Dạ con ướp xong rồi, chờ chú Năm vô nấu nữa thôi à. Chờ thịt thấm rồi chú nấu. Con vô bắt ấm nước pha trà mời. Mời ba con uống. Dạ. Ý, con quên nữa ba ơi. Chuyện gì? Hồi sáng con đi chợ, con gặp thím Tư Thành. Thím đó là chú Tư bị miếng biển bơm nằm ở cục sống hành quá à, nên nó nhập viện huyện chờ mổ đó ba à. Trời ơi, tội nghiệp Tư Thành quá ha. Mình phải vô thăm, động viên mới được chú Năm ơi. Phải đó anh hai. Anh em đồng đội ngày xưa, không đi thăm coi sao được. An à. Dạ. Con nấu ăn được không? Dạ được. Con nấu xong mới chờ thằng Lợi về. Con nói thằng Lợi bày ra cúng má nó trước đi. Dạ. Chú và ba con về thắp nhang sau. Dạ. Mình đi anh hai. Đi. Chú với ba con về sớm sớm nghe, tụi con đợi á. Đám giỗ gì mà vậy nè? Thím ơi, không phải là tại con đâu, tại anh Lợi anh không mới về nên nhà cửa vắng que à. Nói len gì đó? Quỷ nè, làm em hết hồn à. Về sao không báo trước gì hết trơn vậy? Lù lù một đống, làm ta giật mình luôn à. Ra tới ngõ, gặp ba anh và bác hai đi. Thấy anh về, ông già ra lệnh: thôi, mày vào trong thắp nhang cho má mày đi, rồi ăn cơm với con An. Tao đưa bác hai vào thăm bác Tư Thành đang nằm trong bệnh viện á. Em thấy chưa, hai ông già tía điệu đời hết sảy luôn vậy. Nè, gì vậy? Nhớ quá chứ. Nghiêm, đề nghị bộ đội phải nghiêm chỉnh, quan hệ nam nữ trong sáng đàng hoàng. Nhưng đây là vợ sắp cưới của tôi mà. Sắp có nghĩa là chưa, không có được gọi là vợ. Vậy thì người yêu bé nhỏ. Gì, bé nhỏ sao yêu được, trưởng thành mới yêu được chứ. Thôi thôi thôi, anh chịu thua em rồi đó. Nè, bữa nay đám giỗ má, biết có tôi qua không? Biết chứ, hai giỗ rồi, năm nào mà em không qua phụ ba nấu nướng cúng má. Vậy sao hôm nay về tay không vậy? Không có quà hả? Gặp quá nên quên. Vậy thì cấm anh em đó nha. Đói bụng quá, xin phép cho ăn cơm được chưa? Gì? Anh nói chuyện với ai mà nó trỏng không vậy? Người ta có tên có họ, thứ bậc đàng hoàng á. Cô ba ơi. Tôi thứ Út. Vậy thì cô Út ơi, người ta nói chim quyên ăn trái nhạn lòng, người dân khác họ đem lòng nhớ thương. Tôi với cô cũng khác họ người dân, nên thương nhiều ba năm rồi ước mong, xin lấy trao cho sớm nên vợ chồng. Đời trai tan bồng không ngại gì gió sương, ngại trái tim tôi giữa cơn giá lạnh. Bên ngoài trăm hoa thiếu đâu người thương anh. Cô Út ngặt nỗi, tôi chỉ thương cô bạn từ thuở còn thơ. Hai đứa dần đi về chung trường chung lớp, kỷ niệm kia in sâu vào trong óc, nên cứ vẫn dường nhớ bóng yêu hình. Nên dù có phải vẹn chúng tình, đâu ngại cảnh muôn hoa quyến rũ, chỉ ngại cảnh nghèo ý khó giữ được tình chung. Hồi chưa trưởng thành thì yêu bằng nỗi bồng bột của con tim, muốn hạ
hạnh phúc vững bền cần phải nghĩ suy phán đoán. Bởi ngày nay nghèo nàn dễ lỡ làng duyên nợ, nên giàu được yêu vẫn lo buồn vớ vẩn. Anh Lợi nè, hơn một tháng nay chưa có gặp. Bữa nay anh nói văn qua bóng bẫy quá à. Chắc là đọc tiểu thuyết tình cảm nhiều lắm phải không? Có rảnh đâu mà xem ba cái chuyện tình yêu nhảm nhí đó. Càng ra đời á, hiểu đời nên thấy sợ. Tuy rằng ba anh với ba em là bạn chiến đấu cùng chung quân ngũ, đã cùng chịu cảnh đáng bom xong chết xem thường. Tức là anh sợ em đổi thay theo thời kinh tế thị trường. Nhà em có nghèo khó gì đâu mà em sẽ bị bạc tiền cám dỗ. Anh không tin em sao mà rào trước đón sao. Khi vào nghèo phân cấp thấp cao, đâu tránh khỏi sự cân phân so sánh. Anh không sợ em thay lòng đổi dạ, chỉ sợ hoàn cảnh buộc ràng rồi hai đứa chia tay. Bữa nay anh nói cái gì đâu không à? Em giỡn con chút, bộ giận hả? Nè, bộ đội không có quà cho em gái hậu phương, thì em gái hậu phương có quà tặng lại cho anh bộ đội nè. Má, dỗ hoài gì giờ này cũng chưa về nữa. Dạ, thưa bác mới qua. Cha con mày mượn cớ đi đám dỗ, rồi đi biệt luôn à. Nhà cửa thì đăng đăng đê đê, không ai phụ giúp một tay. Bao nhiêu chuyện để một mình tao làm, tao là con ở chắc. Chuyện bên đây để anh lo được rồi, em về nhà coi phụ bác. Nhưng mà... Về đi. Nè, tối qua đi chơi nghe. Má về luôn không má? Con về trước đi, má còn chút công chuyện. Dạ, thưa má con về. Nè, nhớ tối qua nha. Bác Hai với chú Năm đâu rồi? Dạ, ba cháu và bác Hai vào thăm bác Tư Thành nằm trong bệnh viện. Vậy à? Lợi à, bác nhiều lần định nói chuyện với cháu nhưng mà không có dịp. Lâu nay á, bác cho con ăn lùi tới gia đình này là nghĩ tình nghĩa anh em lâu đời. Nhưng càng lúc càng sảnh ra nhiều điều tác tệ, nam nữ lằng nhằng nhìn nó trước mắt trái tay. Lớn rồi phải có một lần ranh nhất định. Anh em ra anh em, bè bạn ra bè bạn, đừng có để thiên hạ hỏi gì nghĩ dèm pha. Thưa bác, cháu và An đã yêu thương sâu đậm, bác trai có hứa sẽ cho chúng con nên duyên chồng vợ. Con tính đợi một hai năm gia đình khấm khá, sẽ mang lễ vật đến nhà xin hồi cưới em An. Người lớn uống rượu nói chơi, con nít tưởng thiệt tình. Anh em phân biệt, kẻ nào lại ngồi xuôi. Bác nói ít chắc cháu hiểu nhiều, An và cháu không thể nào thành hôn. Dạ thưa bác, con nghĩ chuyện con và An thương nhau, bác cũng từng biết mà. Bác tưởng hồi đó hai đứa bay như anh em, mà anh em mới phải chứ. Con An nó còn nhỏ, còn đi học, chưa hiểu hết chuyện đời. Cháu ra đời trước hiểu biết hơn. Bác khuyên cháu nên chấm dứt những tình cảm không có chính đáng, để em thôi mất lòng đến người lớn. Bác về à? Ủa, chị Hai mới qua chị Hai. À, chú Năm đó hả? Sao, bệnh trạng của Tư Thành sao rồi chú? Dạ, đưa vô phòng mổ rồi chị. Anh Hai còn ngồi chờ kết quả. Anh biểu em về dọn dẹp nhà cửa rồi trở vô sau. À, nhà của chú cũng đơn chiếc quá, trong ngoài chỉ có hai cha con à. Dạ, cảm ơn chị đã gửi bốn con gà qua phụ giúp. Ôi, ơn nghĩa gì. Tôi với chú thím như anh em ruột thịt, tính toán gì chú Năm ơi. Chú Năm à. Dạ. Từ nay á, chú không nên cho con An lui tới đây thường xuyên nữa đó chú. Có chuyện gì vậy chị?
Thì chuyện của hai đứa nhỏ đó mà. Vậy ý của chị? Chẳng lẽ chú không hiểu ý của tôi hay sao? Chú Năm à, nói thiệt với chú chứ, con trai sao cũng được, chứ con gái á, hễ chưa lấy chồng á thì lo nó hư, mà hễ lấy chồng á sợ nó lấy là chồng nghèo. Chú chỉ làm cha nên đâu có thấu hiểu được nỗi khổ tâm của người mẹ. Tính tôi chú biết rồi đó, đâu đó dứt khoát. Tụi nó lớn hết rồi, trai gái không có thể chung đụng được. Tôi thì bận công việc làm ăn nên không có thì giờ để ý. Chú cũng nên để ý hộ giùm, ngăn cấm tụi nó. Tôi chưa có gả con An đâu. Thôi tôi về à. Chị Hai, chị Hai. Ba, nhà mình nghèo lắm phải không ba? Chẳng lẽ chuyện con với An không thành sao ba? Điều ba nghĩ không ngờ đã trở thành sự thật. Ngày nay đồng tiền mạnh hơn nhân nghĩa. Con nhỏ này càng ngày càng tiến bộ, chứ sống như bay á lạc hậu hoài sao? Học hành kiến thức mới tiến bộ, chứ tiến bộ kiểu này hả ba không có đồng ý đâu. Ba không đồng ý nhưng mà má đồng ý. Đồng ý cho tao làm. Bây giờ mày là con là em, không có quyền ý kiến. Em biết, em biết từ lâu rồi. Bà con chòm xóm thường nói căn nhà mình á miễu bà linh hơn chùa ông, cho nên là ý anh Hai, cái máy cassette và mấy cuộn băng nhạc kháng chiến của ba anh đem ở đâu rồi hả? Đồ của ba tao đem vô phòng ba chứ ở đâu. Trời anh Hai, cái phòng khách này là do chính tay ba bài trí, anh dọn dẹp là không sợ ba rầy hay sao? Rầy hả? Một chút nữa tao dẹp luôn những bằng quân chương quy chương gì đó. Gì? Chứ đừng có nói chi cái máy cũ rích vì những băng nhạc kháng chiến đó. Thiệt là quá đáng à. Anh có biết là những mảnh bằng cao quý đó ba rất trân trọng nâng niu, vậy mà lý do gì anh dọn dẹp tháo xuống chứ? Nếu ba về ba sẽ anh An. Hai, việc anh Hai con làm đều có xin ý kiến của má, con không có được hỗn với anh á. Má, ba con đâu rồi? Ba con vô bệnh viện thăm chú Tư á, ba nói chiều ba mới về. Đôi mắt bị thương tật khi mờ khi tỏ, vậy mà cứ lo chuyện bao đồng không à. Người dân bệnh hoạn mà ổng lo còn hơn là ruột thịt nữa. Chú Tư ngày xưa là bạn chiến đấu cùng đơn vị với ba con mà má. Má biết. Thì hồi xưa nếu má không cứu ba, giấu ba trong nhà kho của ông bà ngoại, chưa chắc ba còn sống đến nay mà có tụi mình đâu. Anh khỏi nhắc, em cũng biết chuyện này nữa. Nhưng mà thôi à... Con chạy qua thím Tám nói chiều nay hàng về, thím Tám cho má hay liền. Má còn có chuyện. Đi đi. Dạ. Má, má thấy dàn máy này được không má? Hàng modem mới nhất đó. Việc con trang trí nhà cửa để đón tiếp họ nhà gái cho thêm phần long trọng thì má đồng ý, má nhất trí hết á. Nhưng mà cái chuyện dẹp quân chương của ông nội của ba mày, trong lòng má ái nái làm sao á. Má ơi, ngộ biến phải tùng quyền chứ má. Cái này chỉ là tạm thời thôi. Bây giờ không còn treo quân chương nè, treo bằng tổ quốc ghi công, thì ai cũng biết gia đình này đỏ từ gốc tới chân, dòng dõi cách mạng đòi. Ai cũng biết có cần gì phô trương để chứng tỏ rằng gia đình ta có công với kháng chiến. Bao nhiêu người ngày trước vượt biên, hôm nay quay về xứ sở, ta đón tiếp chân tình, đừng để người ta mang nhiều mặc cảm. Con á là con trai trưởng nam,
bao nhiêu ưu ái dành hết cho con rồi. Má, thiệt tình đó thì gia đình bên Hằng cũng chưa biết rõ thân thế nhà ta, con ngại hiểu sự thật người ta sẽ phân vân. Má ơi, khi sự việc đã rồi mình nói thiệt cũng chẳng sao. Ông bà nội con á, ba con là những người khẳng khái, trực tính, không bao giờ chịu cái cảnh lấp lửng đánh lận con đen. Hơn nữa, ông bà ngoại con xưa kia cũng là thương gia khá giả chứ thua kém gì ai đâu mà con ngại. Nhưng có ông nội, có ba, nên gia đình ngoại đã cách mạng quá rồi. Nhưng chừng nào cha con cháu Hằng về nước mà cũng quýnh quán lên vậy? Dạ, trong tuần này, nhưng mà chưa biết ngày nào. Má, vậy nếu chuyện này ba giận, ba không cho, má xin giùm con nghe má. Nghe má. Thôi được rồi, để nó má lo cho. Má, thiệt con không ngờ, chỉ vì má chiều anh hai con cưới vợ giàu từ nước ngoài về mà gia đình ta phải chấp nhận việc xúc phạm đến danh dự của nội, của ba con sao má? An, đây là chuyện của người lớn. Chuyện tao cưới vợ là trưởng nam, ba má cưng chiều tao là lẽ đương nhiên thôi. Còn bây là con gái, sao cứ... Anh muốn nói tôi là nữ sanh ngoại tộc phải không? Tôi với anh cùng là con, nhưng tôi không được hưởng sự bình đẳng. Anh cho là tôi lạc hậu, nhưng chính trong đầu anh vẫn còn câu trọng nam khinh nữ. À, con nói như vậy mà nghe được à? Con trai hay con gái gì cũng vậy hết á, đều là con của má sinh ra. Má thương như nhau, má lo như nhau thôi. Cùng là anh em, má sanh thì như nhau. Có như nhau không má? Anh hai cưới vợ thì má thêm một nàng dâu, còn con có chồng thì má thêm một đứa con rể. Thì tại sao anh hai thì má đồng ý, còn con thì má không đồng ý? Anh hai con nó cưới vợ khi đời sống kinh tế của nó ổn định, nghĩa là nếu như ba má không lo được cho nó thì bên vợ nó cũng lo cho nó. Còn con, cái thân lo chưa xong, vẫn còn sống nhờ cậy bên ba má mà. Chú Năm và anh Lợi nghèo quá, không xứng đáng gia đình mình phải không má? Chẳng lẽ vì nghèo mà không có quyền nghĩ đến hạnh phúc sao má? Con năm nay đã 22 tuổi rồi, đâu còn là trẻ con nữa đâu. Con đủ trí khôn để nhận thức việc mình làm, con sẽ tự lo cho. An, mày thật là hư đốn, mất dạy. Gì hư đốn anh hai? Tại sao khi anh yêu, anh được cưới người mình yêu, còn em khi yêu lại không được thành hôn với người mình yêu chứ? Mày nói nhiều quá. Lớn khôn rồi, biết yêu rồi, hãy lo mà tự lập lấy. Muốn đi đâu thì đi đi. Bình, anh khỏi thách, tôi sẽ đi cho anh thấy. Má, cho đến giờ phút này đứng trước mặt má, con vẫn không thấy hổ thẹn. Ông bà nội, ba má là niềm hãnh diện tự hào của con. Tự hào, hãnh diện? Hãnh diện mà mày bỏ gia đình để theo trai à? Tôi đi con đường mà trái tim tôi đã chọn, mà chính ba cũng đồng ý, chứ không đi theo sự ngã giá của vật chất phù hoa. An, con phải nghe lời má. Con hãy... Má, tuy con là phận gái, nhưng con không đến nỗi dại khờ buông trôi cuộc đời cho những đam mê tuổi trẻ. Ba má đã khổ công nuôi dạy con nên dốc nên dây, chất chồng bao nắng ơn kia như non như biển, thì có lý đâu con lại vùi lấp dưới lớp bùn nhớ danh dự của gia đình. Má ơi, con thấy má như gấp lửa bỏ tay mình. Trong nhà khó tránh bảo, nếu như ba biết chuyện má chiều theo ý của anh hai, gia đình này trước sau trong sáng thẳng ngay, sao bây giờ lại đổi thay toan tính? Chẳng lẽ con đã sai khi gìn giữ nghĩa tình chung thủy với mối tình đầu lâu nay gắn? Má giữ
định sau khi xong chuyện của anh hai con, má sẽ tìm nơi hạnh phúc êm ấm cho con. Còn thằng Lợi, nó vào bộ đội. Má đã từng một thời lo lắng khổ sở vì cuộc chiến đấu của ba con rồi con à. Đó, mày có nghe lời má nói không? Nhào vô đi, nhào vô đi rồi chết. Anh hai, anh đang lưng lưng đón chờ hạnh phúc, đâu hiểu nỗi đau của người lỡ duyên đầu. Anh chỉ biết nghĩ đến anh thôi, mặc cho ai khổ ai sầu. Em là con gái nhưng cũng yếu hèn như anh nghĩ. Khi có chuyện trọng đại trong đời mới rõ vùng giá anh em. Má, anh hai nói giỏi tông môn, đáng được má chăm lo hơn thứ nữ sanh ngoại tộc. Trước sau gì con cũng là người ngoài khổ, nên con đi, con chọn cuộc sống riêng mình. An, má cấm con không được rời khỏi nhà. Tương lai và hạnh phúc của con phải để má quyết định. Con muốn gia đình ta phải mang tai mang tiếng hả? Thưa má, nếu như con không đi ngay bây giờ thì gia đình ta còn nhục nhã hơn nhiều nữa má. Con nói vậy là sao hả An? Con nói con đã có thai với anh Lợi rồi. An, trời đất ơi, nó làm nhục ba má thiệt rồi. Trời ơi, còn gì danh giá gia đình này nữa. Con tôi nó giết tôi rồi trời ơi. Nó giết tôi rồi trời. Má ơi, má. Sao? Những món ăn đặc sản quê nhà em thấy như thế nào? Chắc chắn bên đây không có đâu hả em? Có chứ anh, có điều rất đắt và không có ngon như ở quê nhà. Hèn chi, anh trông em ăn rất ngon miệng nha. Lần đầu tiên em ăn no muốn phát ách đây rồi nè. Anh Bình, em không ngờ mình có ngày này, ngày trở về đất nước quê hương, được hít thở không khí đất trời của quê nhà. Anh biết không, khi nãy cùng anh dạo bước trên đường phố, có lắm người nhìn, làm em sợ muốn chết vậy đó. Họ nhìn và canh tị với em đó. Một cô gái Việt kiều khoác trên người chiếc áo dài lộng lẫy tuyệt trần. Hằng, em đẹp lắm đó Hằng. Thôi đi, anh khéo nịnh à. Em chỉ mong muốn mình là một cô gái bình thường như bao thiếu nữ Việt Nam khác. Còn anh mừng quá. Ước nguyện thành hôn với em đã thành sự thật. Hằng ơi, anh mơ đến ngày đám cưới. Bà con đến dự thật đông, chúc cho chúng ta hạnh phúc mãi lâu bên. Em mặc áo dài Việt Nam, đầu đội mắng tròn. Chồng em mặc áo dài khăn đông, hai họ sánh vai theo đúng tập tục ông bà tổ tiên. Ý trời ơi, không có được đâu em ơi, kỳ lắm. Có gì đâu kỳ, dễ thương lắm à. Coi chừng người ta chê lỗi thời em ơi. Đám cưới ngày nay giống như người phương Tây. Nhưng em thích như đám cưới của người xưa. Người Việt mình có nét đẹp riêng thanh tú. Thích gì kỳ mà cũng thích nữa. Người ta mê nét đẹp dân mình, còn mình thì lại
bỏ đi. Tuy rằng phải sống xa quê, nhưng ba em luôn dặn dò không được quên nguồn gốc. Người mất quê hương có khác gì cây cỏ không tên. Sao hồi đó gia đình em không ở lại quê hương hả? Ba nói hồi đó ba ở trại Gia Bình, rồi tất cả được lệnh xuống tàu di tản. Mà quen một năm nay anh cũng chưa nói rõ thân thế lai lịch của anh cho em biết. Thì anh đã nói hết rồi. Nói hết rồi? Ừ. Em chưa tin. Chưa tin? Chưa tin vì sao thương? Sao đòi làm đám cưới hả? Tại vì thấy anh dễ thương. Thiệt không đó nghe? Thiệt. Dạ em nghĩ anh che giấu thân phận hẳn là có lý do. Vì lẽ đó mà em bỏ qua, không có truy cứu lý lịch. Anh cảm ơn em. Hằng nè. Dạ. Đám cưới xong em xin định cư ở lại quê nhà với anh, hay là em về bển với bác trai? Có chồng thì phải theo chồng. Bộ anh không muốn như vậy sao? Muốn. Anh muốn lắm chứ. Nhưng anh sợ bác trai. Anh khỏi phải lo. Ý định này là do ba em mà. Và chính ông cũng sẽ tự nguyện hồi hương để mở phòng mạch nữa đó. Sao bác lại phải về đây? Theo anh nghĩ, ở bên đó bác sẽ... Vì ba em muốn đóng góp một ít gì đó cho quê hương với quãng đời còn lại của mình. Với lại hình như có điều gì rất là quan trọng, cho nên ba rất là nôn nóng trở về. Ủa, ba? Con. Sài Gòn nay đổi thay nhiều quá, ba thật không ngờ. Thưa bác, thành phố ta khác xưa nhiều lắm hả bác? Khác, khác xa lắm. Rất tiến bộ và văn minh. Ba đã xa đất nước hơn 20 năm rồi còn gì? Nếu không có hòa bình, chưa hẳn được như vậy đâu con. Thưa bác, bác và Hằng về nước sớm hơn dự định, cho nên cháu và gia đình không kịp. Bước đầu coi như đã ổn, cháu khỏi phải băn khoăn về chuyện nghi lễ. Bình à. Dạ. Ngay từ lần đầu tiên gặp cháu, bác đã rất có cảm tình. Cháu rất giống một người mà bác đã từng thọ ơn. Mới đó mà 20 mấy năm rồi, từ cái thỏa con Hằng còn nằm đôi, đến nay nó còn lớn thành nhân. Nếu chẳng vì hoàn cảnh loạn lạc chiến tranh thì bác đâu lưu lạc xứ người. Nhớ quê hương nặng nỗi u hoài, mong có dịp về thăm. Bây giờ đi lại thông thương, đâu còn khó khăn trở ngại. Cháu đã bao với gia đình là bác sẽ về thăm. Bác chờ đợi đến ngày nay để con Hằng ăn học đàng hoàng, khi tìm về với cội nguồn, khỏi xấu hổ với người thân. Có lẽ ông trời khéo sẽ duyên, nó thương cháu rồi thuận tình. Cháu nghĩ mình có phước có phần, lâu nay bác tận tình giúp đỡ. Việc ăn học của cháu nơi xứ người mới được êm xuôi, thì hai đứa cũng đẹp đôi, bác cảm thấy yên vui. Thưa bác, ba má cháu xin bác cho ngày giáp mặt. Tùy anh chị bên ấy, bác thì bác đã sẵn sàng. Dạ, xin phép bác, cháu về báo lại gia đình ngay. Hằng à. Hả? Anh mừng quá em ơi. Anh về nghe.
cháu về. Trong bộ dạng tất bật của nó cũng buồn cười thật. Còn con nữa. Chuyện gì vậy ba? Chuyện hôn nhân là chuyện cả một đời, con không thay đổi chứ. Con tin là ba không có chọn lầm người. Con rất vừa ý. Thế là tốt rồi. Chắc chắn sau này hai con sẽ hạnh phúc. Thưa ba, con vẫn chưa hiểu ý của ba khi chọn lựa cho con. Ba, rất nhiều chàng trai đến ngó lời cầu, ba đã bao lựa lời từ chối. Trong đó có cả những thương gia người Tây lẫn người Việt của ta. Còn anh Bình là sinh viên sang du học, bản tính chỉ hiền lành, có đặc biệt gì đâu. Vậy mà chỉ đôi ba lần tiếp xúc, ba chấm làm con rể mà không đòi hỏi điều gì. Có một nguyên nhân sâu xa mà con chưa thấu đáo tận tường. Câu chuyện xa xưa ba giữ mãi trong lòng, rồi sẽ có ngày con hiểu rõ nguyên do. Sau khi về thăm quê của ba, cha con ta về thăm quê của thằng Bình, phải tìm cho bằng được một người. Người đó quan trọng thế nào, sao ba lại giấu con? Không phải ba giấu, mà là vì chưa đúng lúc con à. Cho đến bao giờ vậy ba? Ba cho rằng con chưa đủ trí khôn hay sao? Người ấy là ai? Có quan hệ thế nào với gia đình ta vậy ba? Nếu ba không nói thì con chẳng nghe lời ba gì nữa đâu. Hằng, nghe ba nói, người đó rất quan trọng với con. Rồi con sẽ rõ tất cả khi ba tìm được người ấy. Ủa, sao nhà cửa vắng que vậy nè? Không có đứa nào giữ nhà sao bay? Kìa, nói, nó mới lên hả nội? Mồ tổ cha bay, du học nước ngoài về không xuống thăm tao. Đợi khi rước vợ sắp cưới về với chịu nhắn mụ già này lên ha. Nội đưa con sách cho. Nội biết không, về nước á là con bận túi bụi hết á. Nào là báo cáo kết quả học tập, nào là liên quan nhận văn bằng, nào là... Thôi thôi thôi, nội nói cho vui vậy mà, chứ có trách hờn gì đâu. Mà con nói một hơi vậy nội nghe nội phát mệt à. Nội mang gì mà lỉnh kỉnh vậy nội? Có gì nhiều đâu, mới vỏ trái cây mà. Mỗi thứ mớ, nào là cam, rồi quýt, rồi xoài, rồi nhãn, đủ thứ, ổi, rồi lung tung hả. Người ta về nước chắc là thèm hương vị quê nhà. Đã như vậy mới có ý nghĩa đó con. Còn cái vỏ này? Còn cái vỏ này là của đồng, mới rau tập tàng. Hồi có bầu mày á, má mày thích ăn canh rau tập tàng nấu với cua đồng, ngon lắm đó con. Trời ơi, nội mang lên chi cho nó mệt. Ở đây có thiếu món gì đâu. Có tiền á, ra chợ mua là thứ gì cũng có hết á. Nhưng mà đâu có bằng của quê con. Ba cái thứ này á, nội phải mướn mấy đứa nhỏ đi móc 2-3 ngày trời mới được bao nhiêu đó à. Thôi, nội đưa con đem xuống bếp cất. Món canh cua rau tập tàng á, chỉ có má con mới biết nấu. Ủa, quên nữa, ba con cũng biết nấu. Thôi, nội ngồi nghỉ uống nước đi, chờ má con đi chợ về. Má con đi chút xíu nữa là về hả? Nội ngồi nghỉ nghe nội. Ba mày đâu rồi Bình? Nhà cửa gì mà im lìm vắng que vậy con? Dạ, bác Tư Thành bệnh nặng, phải nhập viện, nên ba con đi báo tin cho các chú, các bác cùng đơn vị hồi xưa đó nội. Ba con giữ cái nghĩa cái tình như vậy là đúng đó con. Từ hồi đó làm chính quỹ trung đoàn, còn ba bay tiểu đoàn trưởng, hai đứa như anh em ruột vậy. Mai mốt rảnh rỗi con chở nội vô thăm bác Tư nghe. Dạ, nội uống nước đi nội. Vậy là đàn gái hôm nay đến không có mặt ba con sao? Dạ có chứ nội.
Làm gì làm, ba con cũng phải về thôi. Còn An đâu? Sao nội không thấy? Dạ, nó đi thực tập đâu ở Đồng Nai xong bé gì á. Cả tuần nó mới về. Cái nhà này bữa nay sao mà tao thấy nó là lạ ngộ ngộ à bây. Ủa, ba cái bằng tổ quốc ghi công, quân chương. Ủa, rồi cái tấm ảnh thờ của ông nội bay đâu rồi Bình? Dạ, má con dời tạm lên phòng của ba con rồi. Sao, dời tạm hả? Ủa, má mới lên hả má? Bay đi chợ mới về đó hả? Con đi chợ chỉ mua sắm nữ trang thôi. Còn thức ăn á, con đặt nhà hàng, tới giờ họ mang đến. Bình. Dạ. Sao ở nhà con không quét, không lau nhà cho sạch sẽ vậy con? Dạ, con mới quét, mới lau tức thì á. Dạ, tại vì... Quên. Mấy lần trước lên á, đi phải bỏ dép ở ngoài. Cái chuyện dơ là lau lại, không có gì đáng nói. Ngặt một cái gạch này nó lắng mướt à. Má đi dép trong nhà coi chừng té chết đó. Nhập gia thì phải tùy tục. Bên. Dạ. Con đem ra trước giùm nội đi con. Trời ơi, con chó. Trời, chết rồi con chó. Chó sao vậy? Chết rồi má ơi, cái vỏ cua. Cua gì, vỏ cua gì? Cua đồng. Chắc là nó nói cái vỏ cua đồng của má đem lên cho bay đó mà. Trời ơi, trên này thiếu gì. Bình à. Dạ. Coi con chó có sao không mà nó la dữ vậy. Trời ơi, chết rồi má ơi. Cái vỏ cua nó đứt dây buộc miệng. Rồi mấy con cua nó bò ra, nó kẹp con mít kia chảy máu. Trời ơi, sao mà lơ đễnh quá vậy không biết nữa. Vô lấy thuốc sức cho nó, mai đưa đến bác sĩ chết ngừa. Còn má nữa, trên này thiếu gì? Con nói với má hoài à. Lên thăm được rồi, già cả, còn mang còn sách chi chỗ nặng không biết nữa. Thằng hai, bay mới về hả? Sao, Tư Thành khỏe không con? Má mới lên hả má? Mổ xong là anh bình phục nhanh lắm. Con vô thăm ảnh hả? Anh nói toàn là chuyện thiếu lâm không. Được vậy má cũng mừng. Còn bay, đôi mắt chưa khỏi hay sao mà bay vẫn còn chống gậy vậy hai? Thuốc thang tốn kém hoài à, mà nó vẫn mờ mờ vậy đó. Thôi cầm gậy theo cho nó chắc ăn. Bay thì như vậy, nên giao tất cả việc nhà cho vợ phủ quyết hết trơn. Thôi, sẵn có bay ở đây, tao nói luôn, tao sẽ rước bàn thờ ba bay về dưới. Ủa, sao vậy má? Chuyện gì má nói con nghe? Má nghe trong người khó chịu quá. Có lẽ tuổi già không hợp với không khí ở trên này. Căn nhà của bay giờ tao thấy sao nó lạ lắm quá. Có gì đâu má, thời buổi này nhà cửa phải bài biện cho nó tươm tất, cho bằng chị bằng em. Mình sống phải như người ta, ăn theo thở, ở theo thời mà má. Má già rồi, lạc hậu với tụi bay. Bay à, theo thở của tụi bay đi. Má chịu không có nổi. Dạ con cũng vậy ạ. Sao lúc này ở trong nhà con nghe nó khó chịu quá. Đi đây đi đó vậy mà nó thoải mái hơn. Anh nói gì kỳ vậy? Con An nó gặp tôi nó nói hết rồi. Cho nên đáng lẽ tôi về ngày hôm qua. Nhưng mà tôi biết bữa nay thế nào má cũng lên. Ủa, sao thằng Bình nó nói con An đi thực tập ở xa? Anh tin nó lắm, tin vào tình nghĩa lắm. Bây giờ nó bôi tro trét trấu lên mặt ông bà cha mẹ. Tôi tức muốn chết đây nè. Ủa, con An nó xảy ra chuyện gì vậy? Nó lỡ có thai với thằng Lợi, bỏ nhà cuốn gói theo người ta rồi. Trời đất ơi, có chuyện động trời đó sao? Mày dạy dỗ con cái sao vậy? Ai nói con An có bầu? Ai nói nó theo trai? Nó nói chứ ai.
nó son sỏn vô mặt mẹ của nó nè. Không bận chuyện của thằng Bình á, em bỏ nhà đi mấy bữa nay kiếm nó rồi. Con An tuy là con gái nhưng mà tánh tình nóng nảy, bộc trực ngay thẳng. Nó đã nói cho anh nghe hết rồi. Nó rất là nghiêm chỉnh đàng hoàng. Tại nó nghĩ cũng là con mà em đối xử chẳng công bằng, nên nó phản ứng bằng cách là nói ngang như vậy đó. Bà, em con nó còn nhỏ, cần học hành, chưa cần thiết phải yêu đương đâu. Vì vậy nên má mày cấm không cho nó quan hệ với thằng Lợi đó, phải không? Tụi nó quen nhau từ nhỏ, thương nhau mấy năm nay rồi. Năm tháng là bạn chiến đấu của thằng hai. Anh em bây cũng có hứa. Ảnh hứa chứ con không có hứa. Với lại về bên ấy con nhỏ nó cực khổ chứ có sung sướng gì đâu má. Ừ, vậy là má rõ thêm một chuyện. Thằng hai mày nghe má hỏi nè, có phải dọn dẹp sơn phết phòng khách cho đẹp, cho lộng lẫy là ý của thằng hai mày lo đám cưới cho thằng Bình, phải không? Dạ, con mới có xuôi lần đầu nên cũng muốn cho nó tươm tất. Vậy là đồng vợ đồng chồng, nên bay biểu thằng Bình dẹp những chứng nhận cao quý mà cha ông nó đổ máu xương mới có được. Má, chuyện này à... Vậy chứ tấm ảnh thờ của ba mày đâu? Đưa tao đem về dưới tao thờ ông. Chứ để trên này, nay bây giờ chỗ này, mai bây giờ chỗ nọ, có cái bàn thờ mà cũng không có yên. Má à, con xin má tha lỗi. Chúng con chỉ dời tạm ảnh thờ của ba. Khi bên vợ thằng Bình về rồi á, con sẽ đem lại chỗ cũ ngay mà má. Bình, cháu lên lấy tấm ảnh của ông nội và tấm bằng tổ quốc ghi công của ông đem xuống cho bà. Má ơi. Nội ơi. Bây không lấy thì tao đi. Nội, nội bình tĩnh, để con đi lấy. Con lấy. Bàn thờ quân chương đem dẹp hết. Thì ra mọi giá trị trong nhà này không bằng buổi lễ gặp gỡ bên đàn gái. Mình còn không hiểu em thì làm sao má hiểu được em chứ. Dạ thưa, đây là ảnh của ông nội. Mày vô lấy cái vỏ cua đem ra đây cho tao. Nội. Dạ. Ngày xưa khác, hôm nay khác. Xưa mái lá chòi tranh, nay tường cao cửa rồng. Ngày lễ giám hỏi của cháu nội đích tôn mà vong linh ông chẳng được yên. Đáng lý hoan hỷ mừng vui, lại là ngày buồn tối. Thôi thì ông theo tôi vào bệnh viện thăm Tư Thành. Sau đó về nhà, tôi nấu canh tập tàn tả lỗi với ông. Đi với tôi nghe ông. Bình, sao còn đứng đó? Vỏ cua của bà đâu? Nội. Đi lấy cho bà mau. Đây nè nội. Con lại nội. Chuyện hôm nay xảy ra đều do con mà có. Vì không muốn khơi lại dấu ấn thù nghịch ngày xưa, và quá khứ phải được chôn theo năm tháng. Nên ma con đã chiều đứa con dạy dột, làm cho ba con già nỗi phải đau lòng. Ba con kể bà đã hy sinh cho chồng con từ lúc thanh xuân đến gối mỏi lưng còng. Bà gồng gánh thay ông nuôi ba con lên dốc, sông với thửa ruộng cánh đồng nào quán một nắng hai sương. Thương con cháu thì chớ chấp nổi ơi, bởi bên trời tây sự định yên dần. Con sợ họ ngại ngần khi hiểu sự nghiệp của cha ông
mà tình nghĩa vợ chồng con về sau có giữ gìn hạnh phúc. Má à, con chỉ dời đôi ba ngày rồi cũng chứng dọn lại như cũ mà má. Nếu muốn thì mình bàn bạc với tôi trước để tôi liệu. Đằng này mọi chuyện đã rồi, chúng tôi cũng không chịu nổi, huống chi là má. Ông ơi, dân dặn bên tai tôi vẫn còn lời ông trăn trối. Ông nói ông thương con dâu hơn cả thành phố của mình, vì nó cũng đợi chờ chồng như tôi trong cách hoài nhớ, cũng chịu đựng với chân đơn chi. Khi ông lìa đời tuổi giao chúng nó bức ảnh, những mong ông theo đêm ngày phò lớn lên từ dòng sữa mẹ với điệu ru rơ, sông cơm hầm canh rau, khát uống nước giếng đào, quen dân đất lấp bụng, quen hương đồng gió nổi thắm tình làng quê. Thôi, về dưới với tôi nghe ông. Hôm nay là ngày gặp gỡ đôi bên để tính chuyện cho thằng Bình. Má thì mấy đứa cứ định đi, tao ở đây có đóng góp ý kiến mấy cò gì được đâu. Chỉ vì thương con mà em tùy tiện quyết định. Lâu nay tôi đã cố cho qua, em càng lấn tới. Mọi giá trị nhân nghĩa được em tính bằng tiền. Bình. Dạ. Con vô lấy cho ba mấy bộ đồ, ba về với nội vài ngày ba lên. Mình à, con à... Mọi việc mình cứ sắp xếp cho con, không cần đợi tôi. Bình, lấy đồ cho ba. Nội ơi, ba ơi, con lại ba mà ba. Tao biểu mày đi. Dạ, thưa... Dạ chờ ông, đi má. Có phải là... Là ai? Ai vậy ba? Không thể nào lầm. Anh ấy vẫn như xưa. Anh hai. Xin lỗi ba, anh Bình cũng khổ tâm lắm. Ba thương con, đừng giận ảnh nha ba. Đúng là trái đất tròn, nên chuyện gì cũng có thể xảy ra. Bao nhiêu năm chờ đợi, mình trở về quả là không uổng công. Dù ba không nói ra, nhưng con biết mấy hôm nay ba đi dò la thân thế của anh Bình, và con cũng biết ba giận lắm mới quyết định hoãn lại cuộc hôn nhân của tụi con khi biết bà nội và ba anh Bình không có mặt. Ba à, chắc là trong nhà có xảy ra chuyện gì nên không tiếp cha con mình đủ mặt, cho nên con xin ba. Hằng à, không phải ba giận mà ba đang phân vân, không biết có nên nói cho con nghe không. Ba nói đi, chứ ba im lặng vậy con lo lắm. Từ lúc ở nhà anh Bình ra tới giờ, ba muốn nói câu nào, ba có biết là mọi quyết định của ba con đều nghe theo mà. Ba nếu như gia đình anh Bình không chịu tiếp ba, thì dù con có thương ảnh đến đâu đi nữa, con cũng chia tay thôi ba. Sao con lại nghĩ như vậy? Ba, vì con không muốn người ta xem thường cha con mình. Thà là con khổ ở xứ người còn hơn về xứ mình mà ba buồn phiền, ba mặc cảm. Trái lại, ba thấy lòng mình thanh thản.
Lâu rồi ba mới được hít thở cái không khí nhiệt đới ở quê nhà, được đi dạo buổi tối dưới bến Bạch Đằng, nhìn mặt sông Sài Gòn bàn bạc ánh đèn soi, nghe sóng vỗ ven bờ nhớ lời nước non thì thầm tâm sự. Gió từ biển Cần Giờ thổi về nghe đầm thắm dư hương muối mặn, sao thị nghè thủ thêm đang vào đêm yên nghỉ, để bóng trăng trôi trôi niềm cảm khai sâu lắng vô hồn. Nghe tiếng hủ tiêu gõ lanh lành đêm sâu như ai rõ cả nhịp đờn, đêm thanh bình không còn nghe âm vang tiếng súng, sao giấc ngủ yên lành thành phố lại dưng dai. Đất nước mình từng ngày một đổi thay, cái sai sót xuân thời nữa đời sau mới hiểu, để ngày về khấm cúi đầu mặt cam, con chính là ước mơ mà ba ấp ủ bao ngày. Vậy thì chuyện gì mà ba không nói được với con? Dường như ba có điều gì giấu con phải không ba? Hằng, con hãy nhìn đi, ngôi sao vàng năm cánh của người đã truyền máu cứu ba trong cơn thập tử, và dòng máu ân nghĩa kia còn lưu cháy trong người. Con ơi, ba đã bị bắt và sống trong vùng kháng chiến cả năm trời. Trước khi trao trả tù binh, người chỉ huy tặng cho ba ngôi sao này với đôi lời nhắn nhủ: đã là người cùng chung nguồn gốc, hãy làm điều gì có ích cho quê hương. Lời nói kia như ánh sáng thiêng liêng soi rọi cho ba biết tìm đường thoát ra vùng tâm tối, để ba bất chấp hiểm nguy cứu đứa trẻ thơ vô tội và cứu mang hơn 20 năm trời. Ba, ba nói đứa bé đó là... Chính là con. Chiếc hộp này ba đã cất giữ nhiều năm, con coi đi, đây là tấm ảnh của mẹ con trước khi qua đời. Con nhìn kỹ coi, con rất giống mẹ con phải không? Sau này ba cố công tìm hiểu lai lịch thì mới biết mẹ con là một cơ sở hoạt động trong nội thành với cái vỏ bọc mua bán hàng bông rau cải, còn ba con là một chiến sĩ giải phóng. Ba, sự thật đời con là như vậy sao ba? Sự thật này ba đã giấu 20 mấy năm nay, nếu không về lại quê hương thì ba sẽ không nói. Ba, ba ơi, trong tâm trí của con, ba là người cha mến yêu của trái tim giàu lòng nhân ai, và lòng con bỗng dâng lên niềm khát khao của ta, thúc giục trẻ thơ phải tìm ra nguồn cội thâm. Công ơn ba vẫn nuôi con,
dạy con nói rành tiếng nói của mẹ, giữ cho con từ thể xác đến tâm hồn nguyên vẹn của Việt Nam. Phải chăng số phận sắp bài lá của cành xưa rơi về thôi? Hai mươi mấy năm đời con lưu lạc thân phận tôm dùi sâu theo thời gian chồng chất thân này. Ba khơi lại quá khứ đau buồn của con là muốn cho con biết rõ mình là ai, cha mẹ mình là ai. Bởi điều đó đối với con là niềm hãnh diện. Dẫu sao thì ba cũng là một kẻ sống lưu vong. Với con, quá khứ và hiện tại sẽ là tương lai sắp tới. Con sẽ không phụ lòng ba về góp sức xây dựng quê hương. Con hãy hứa với tấm lòng bằng tất cả niềm yêu thương, đời ba bước sai khi còn xuân trẻ, tôi sẽ chịu tòng tâm. Con là chiếc cầu phao nối hai bờ liền lại, là niềm vui sum họp xóa chia ly. Đâu chỉ có con nôn nao về xứ sở, ba mong mỏi từ lâu được về lại quê nhà. Ba ơi, con mới vừa vào đời được ba dạy bài học đầu, làm người chớ quên cội rễ, tấm lòng nhân nghĩa yêu thương là cây lành kết trái để vườn đời tươi nở nụ tâm xuân. Nếu ngày trước trời Phật đã phù hộ cho ba cứu sống con, thì ngày nay hãy giúp con tôi tìm được cha sanh. Ba nói gì? Có lẽ là ba tin rằng con sẽ tìm được cha ruột của con, phải không ba? Ba tin như vậy. Ba. Anh trả lời đi chứ, anh nói đi chứ. Anh phải cho tôi biết là tại sao hổm rạ anh ở dưới này mất biệt luôn, không có lên đi học nữa là sao? Tôi xuống tôi tìm anh cứ né tránh tôi hoài là sao? Anh nói đi. Tại tôi muốn vậy. An đừng lui tới với tôi nữa. Ba tôi cũng không muốn vậy nữa đâu. Tôi không có tin là chú Năm ngăn cấm tình cảm của tôi với anh. Má An chê gia đình tôi nghèo, ba tôi là thương binh, không có giám đốc này, không có giám đốc nọ, không xứng đáng làm xui. Đó là ý của má tôi, chứ đâu phải ý tôi, ý bà nội, ý của ba tôi đâu. Người có thực quyền trong gia đình An bây giờ là bác gái. Bây giờ cuộc sống bị tiền bạc địa vị chi phối dữ lắm. Tôi không có cần cái điều đó. Tôi chỉ cần biết là anh còn đối với tôi như ngày nào không? Hết rồi. Hết thiệt hả? Bác gái từng nói thẳng vào mặt tôi, biểu tôi phải chấm dứt tình cảm với An. Tôi nghèo, tôi cũng có lòng tự trọng của tôi chứ. Nếu như mà má tôi cố tình ngăn trở, tôi sẽ theo anh luôn. Không được đâu An, tôi không thể và ba tôi cũng không thể chấp nhận. Bấy nhiêu đó cũng đủ rồi. Đàn ông con trai mà anh không quyết đoán, cứ lừng cừng né tránh à. Trong khi tôi đã tự hạ mình, nói thật hết những suy nghĩ của tôi. Anh đừng tưởng tôi dễ dàng khăn gói theo anh. Cho dù anh có cưới hỏi tôi đủ lễ thì tôi cũng quyết lòng đoạn tuyệt. Anh hãy về ôm nỗi mặc cảm tự ti của anh như con ốc cố thu mình trong cây vỏ để được yên thân khi triều dân sóng dồi. Khi anh để mình tôi đương đầu cùng nghịch cảnh, chẳng chút cảm thông sợ chia đau tuổi với bạn chung tình. Đời sống hôn nhân cần có sự chung vai gánh giá của hai người. Có lẽ vì tôi quá thương anh nên anh coi thường như trời.
trở lực nào ngăn cản được đâu. Tình nghĩa hai già thắt chặt biết bao, đâu thể chỉ vì ý riêng của má tôi mà buông trôi mất hết. Tôi cũng đủ trưởng thành hiểu biết việc đúng sai, đâu dễ dàng buông xuôi để cả đời đau khổ. Thôi em đừng có khóc mà. Kệ tôi đi mà. Tôi không phải là con nít, khi buồn thì được người ta dỗ dành cho kẹo. Em đâu có biết anh đã nhiều đêm mất ngủ, nghĩ tới phận nghèo mà nước mắt tuôn rơi. Có một tình yêu mà không giữ được, nghe xót xa tuổi hồ trong lòng. Nghèo cũng có lòng tự trọng, đâu dễ bị khinh thường. Anh có đủ nghị lực để mình tự lập, đâu phải lỗi dây leo cần tựa vàng cao. Nhưng trước mắt tình nghèo sẽ gặp nhiều vất vả khó khăn, anh chưa đủ sức lo cho mái ấm của em nên đừng bận biểu. Anh không có thảm trải đường lên hạnh phúc, mà đã sỏi gặp gần sẽ đau đớn góp nhân số. Anh, vậy là anh muốn dứt khoát phải không? Lòng không muốn thì cứ nói thẳng đi, không được đổ thừa tại má tôi. Đàn ông con trai mà không quyết đoán dứt khoát, đổi là Nguyễn Thị cho rồi đi. Cái gì à? Làm gì mà hai đứa bay đứa nào đứa nấy mặt hầm hầm hết vậy? Dạ, dạ thưa nội. Đã dứt khoát rồi, không có được gọi nội tôi bằng nội nữa, kêu bằng bà ba. Cái con này nữa, bữa nay lớn lịnh quá ha. Con gái con đứa mà ào ào à. Mai mốt có chồng về làm dâu, tao với ba mày chắc lại người ta. Nội, nội cứ bên ảnh không à, ảnh được đứa ăn hiếp con. Hai đứa nói chuyện mà tao thấy mày la không à, nó làm thinh, nó ăn hiếp mày ở chỗ nào đâu? Ảnh giả nai á nội à, lầm lầm lì lì ít nói mà mở miệng nó một cái là trời gầm không nhả à. Ăn nói với chồng sắp cưới như vậy đó nghe được không à? Không dám cưới nữa đâu, đòi dứt khoát chia tay với con kìa. Phải vậy không Lợi? Dạ, đó là ý kiến của bác gái. Con Diệu hả? Tao chưa chết thì nó không được quyền muốn làm gì thì làm. Chuyện của hai đứa bay bữa nay được giải quyết tại đây. Kìa kìa, Thanh Thắng về tới kìa kìa. Để nội vô nói chuyện với hai đứa nó. Chú Năm à? Dạ. Lâu lâu về vườn nghe, nghe mùi thơm của trái cây nè, mùi thơm của lúa nè, và mùi bùn của những con rạch đó, tôi nghe trong người nó nhẹ nhàng khỏe khoắn làm sao á. Lâu lâu anh về anh thấy vậy chứ ở lâu ngán lắm. Chú làm cho tôi là dân thành thị vậy, mình gốc nhà nông mà, có đâu bằng vườn tược đồng ruộng chú. Nè, hai đứa tâm sự gì mấy tiếng đồng hồ mà chưa dứt vậy? Tụi bay rảnh lắm ha. Hàng nguyên có lúc, còn chuyện đại sự phải lo chứ. Thì vợ con nó thay con đón tiếp đàn gái. Đó là chuyện của thằng Bình. Má muốn nói chuyện của con An với thằng Lợi kia kìa. Tụi nó cũng 23, 24 gì hết rồi, cưới được rồi đó chứ. Dạ thưa bác, cháu... cháu... Tụi bay đẩy cây cho tới bao giờ? Dạ thưa bác, anh hai à, chuyện hai đứa nhỏ tôi thấy nên cho qua đi, coi như tụi nó là anh em. Má con An nó bóng gió xúc phạm đó chú Năm đó. Cái ngữ đó dẹp qua một bên đi. Bay là cha, bay phải có ý kiến đi chứ. Còn nếu nể sợ quá thì tao lấy quyền làm bà tao tính cho. Đừng có học thói giàu đổi bạn sang đổi vợ. Mà ghét nhất á là cái thứ thấy đó quên đăng, vậy mà con nhiều dữ vô. Bởi thương con
nên quá nuông chiều. Hôm nọ tao về nhà mà già không yên, dẫn cái trò đổi đắng thay đen. Ngày xưa vào thời loạn lạc, sống chết chung cùng, quy vân tình nghĩa xem thường hy sinh, vượt mọi khó khăn. Nay đã bình yên bạc tiền quyết định, đâu còn cảnh đảng bố mà chia sẻ máu xương. Chú nói là gì đau đớn trai, tôi nào ở hai lòng quên lời hứa với nhau. Tôi trước sau vẫn vậy, tại phận tôi lận đận làm khổ con tôi, vợ con mất còn đứa con nuôi cũng không trọn vẹn. Vấn đề ở đây không phải là chuyện anh em có tụi bay hứa với nhau, mà thằng Lợi con An nó cũng thương nhau nữa. Thưa bác, nhưng con không có khả năng đi cưới bác. Ai đòi hỏi trâu xe vàng rồng bạc nén gì đâu, cơi trầu khai rượu đúng tục lệ ông bà là được rồi. Dạ con không dám bước tới đâu bác. Tôi xin lỗi chú nha, thật tình là tôi không nghe nhà tôi nó nói gì. Có một bữa con An nó khóc, nó nói lại cho tôi nghe. Tao hiểu rồi, con Diệu nó chê năm mày nghèo không chịu ngồi xuôi chứ gì. Còn thằng Hai mày chẳng lẽ cũng làm thinh để cho con Diệu muốn làm gì thì làm sao? Tao thương thằng Năm ở cái chỗ nó biết trọng tình trọng nghĩa. Tụi bay là anh em chiến đấu sống chết có nhau, ngày xưa bom đạn không chia rời tụi bay được. Chẳng lẽ bây giờ bạc tiền làm cho chó mắt mà không thấy đường, quên hết cái nghĩa thâm giao sao? Không phải vậy đâu má. Dạ thưa, dù đôi bên có thành hôn hay không, xin bác và anh đừng quan trọng. Vì tình nghĩa trước sau cháu vẫn vậy mà thôi. Bác thương làm chủ hôn cho hai kẻ nên chồng nên vợ. Nhưng liệu rồi đây cơm có lành canh có ngọt hay không? Cứ sống thật với đời sẽ được hạnh phúc mà thôi. Tiền bạc là thứ tạm thời, có dinh dư được đâu. Bay khỏi quanh co, chịu hay không để tao quyết định. Còn ý của thằng Hai sao mà ngồi im re vậy bay? Dạ con suy nghĩ kỹ rồi má. Lâu nay con im lặng không phải vì lệ thuộc vào đồng tiền của vợ con làm ra, mà con nghĩ con thương cô ấy đã chịu cực khổ để lo cho gia đình. Tao chỉ cần bay có đồng ý cho thằng Lợi cưới con An không. Ở trên đó con Diệu nó dám làm lễ hỏi vợ cho thằng Bình, chẳng cần sự có mặt của tao với mày. Thì ở dưới này tao với mày cũng có đủ quyền để giải quyết chuyện của con An chứ. Bữa nay tao làm thịt con gà để hai đứa bay uống rượu, coi như là đi nói đi. Thằng Năm, bay về coi ngày tốt để tổ chức lễ hỏi cho tụi nó nghe không? Cưới hỏi gì mà xôm dữ vậy má? Còn anh nữa, anh là cha mà ngay ngày lễ hỏi vợ của con anh cũng bỏ đi nữa, nghĩa là sao? Tôi lánh đi là để cho em chuyện, em còn muốn gì nữa? Bây giờ tôi mới hiểu, má với anh đâu có thương tôi. Mọi chuyện trong gia đình đều để một mình tôi gánh vác, hỡn chút mới là bắt lỗi bắt phải. Nếu tôi không chịu lòn lách bon chen thì liệu con cái có ăn học được như bây giờ không? Liệu nhà cửa của cải có được như vậy không? Chuyện thằng Hai bỏ đi như vậy là sai, má không binh vực nó. Nhưng còn chuyện con An và thằng Lợi thì việc thằng anh chưa xong sao tính tới con em? Con quyết định đâu có sai đâu má. Vậy thì vợ chồng bay cứ tính đi. Thằng Năm, mày đi ra ngoài vườn với bác. Má à, con... Thôi, bữa nay là lần chót tao để cho vợ chồng bay nói chuyện. Được hay không có gì để tao tính. Chứ nhớ nha, có xui da rồi đó, ăn nói cho có tề tỉnh một chút á, đừng có ông ống như ngoài chợ cá đó nha. Anh nói đi, má giận má về thì còn được. Anh là chồng, là cha, là chủ của gia đình. Đàn gái người ta tử tế đến thăm viếng mình, anh lại đối xử như vậy là sao? Anh thấy nhà mình chưa tử tế. Bà,
Con không ngờ ngày vui nhất của đời con ba lại lạnh nhạt như vậy. Bình à, con khỏi phải nói với ba. Má con quan xuyến gia đình, ba con mặc như vô hình, như pho tượng chẳng còn linh thiêng. Em vất vả lẽ ra anh phải thương có đâu, lại mặc cảm tôi buồn. Em phải làm sao thì anh mới vừa lòng. Em như rơi vào khoảng không chơi vơi. Tốt hơn là em đừng nhắc, hãy để cho anh được yêu. Mà nghiền ngẫm lại thân, khi sống như là ngày một cơm. Em xin thề với anh là lúc nào em cũng tôn trọng anh mà. Nếu em còn tôn trọng anh, em hãy để anh nói chuyện với con. Bình à, năm nay con đã 26 tuổi, vừa học xong đại học, nghĩa là con đã trưởng thành. Coi vậy chứ nó còn con nít lắm. Từ nhỏ tới lớn, ăn học không à, có lăn lộn va chạm gì với đời đâu. Con định bao giờ thì mới hết núp bóng của cha mẹ đó con? Mình chỉ có một đứa con trai thì phải lo cho nó chứ anh. Má, má đừng ngắt lời ba. Con có biết vì sao ba giận? Ba bỏ về với này với nội không? Không dự lễ hỏi của con, không tiếp đón đàn gái không? Con biết chứ, vì ba và nội có cùng một suy nghĩ giống nhau. Thưa ba, chẳng qua con muốn trang trí phòng khách cho thật đẹp, tạo một không khí trang trọng lịch sử thôi ba. Những bằng liệt sĩ, những huy chương chiến công của một thời kháng chiến quanh mình, nó không đẹp, nó không trang trọng hả con? Con nó có nói qua cho em biết, sau lễ hỏi thì treo mấy bằng chiến công trở lại thôi mà mình. Tại sao phải như vậy? Vì người ta là Việt Kiều, ba con Hằng là một trung tá trong quân đội của chế độ cũ. Tại sao chuyện này anh không biết? Ừ, thì tại vì con nó ngại, nó chỉ nói cho một mình em nghe. Thưa ba, những ngày con du học ở bên đó, con đã giấu thân thế của mình. Con không dám nói con là con của một gia đình cách mạng. Ngày buổi đầu tiên con đã nói dối người ta, về nhà tiếp tục nói dối cha mẹ. Tại con nó thiệt tình mới sanh dại đó mình à. Còn em nữa, tại sao đồng ý cho nó gỡ hết ba cái huân chương? Em nghĩ đó là chuyện nhỏ, tạm cất đi rồi gắn lại mấy hồi. Nhưng đó không phải là chuyện nhỏ. Những sai lầm lớn bắt đầu từ chuyện nhỏ. Căn nhà này nè, riết rồi ai cũng qua mặt tôi cũng được hết. Bình, mà thất vọng về con, xét cho cùng tại ba, tại ba không biết dạy con nè. Mình à, còn em nữa, em khác xưa nhiều lắm rồi. Em và con không phân biệt được chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Bình à, nếu như bên gia đình cháu Hằng biết gia đình mình là gia đình cách mạng thì người ta ngại phải không con? Chứ mới gặp gỡ buổi đầu, tránh cho người ta mặc cảm. Anh thì anh không nghĩ vậy. Khi người ta muốn kết thân với mình, chẳng lẽ người ta chỉ biết qua loa mà không tìm rõ lai lịch sao? Ba của Hằng, khi biết ba và bà nội lánh mặt, bác ấy rất ngỡ ngàng. Cho nên chuyện của tụi con phải tạm dừng lại thôi ba à. Chuyện hạnh phúc của con ba không phản đối, nhưng mà cái cách của con xây dựng hạnh phúc như vậy ba đau lòng lắm. Con có biết những tấm huy chương có được ba phải đổi bằng xương máu, ngay cả đôi mắt của mình. Đó là niềm tự hào danh dự mà ba phải đổi cả một cuộc đời tuổi trẻ. Những tấm huân chương đó là tình yêu tha thiết, là lòng tự hào dân tộc. Không chấp nhận cảnh nô lệ ngoại bang mà cầm súng ra đi giải phóng nước non.
Đó là niềm vinh quang của loài giống yêu đồng. Trời ơi, vậy mà chỉ mới có 20 năm đã có người nổi muốn quên. Đồng tiền thì rất cần cho cuộc sống ấm no, nhưng cũng đừng quên những giá trị tinh thần mà bạc tiền không sánh được. Bởi vì mất nó là mất đi bản sắc tuổi mùa. Ta sẽ thành kẻ dung nô, dễ hòa tan trong muôn vàng cám dỗ. Em nói anh đừng có buồn. Anh công trạng cỡ nào, công hiến cỡ nào, về hưu mà nghèo á cũng không được tôn trọng bằng dân đi buôn, ở biệt thự, đi xe hơi đời mới. Bây giờ tình nghĩa chính á, còn tiền bạc gấp 10 lần lận. Anh biết chứ. Nhưng đừng đem cái bọn theo đông ăn cà để mà so sánh với người ta. Có lẫn trong đá xoài vẫn là ngọc trinh, anh không đối chất nguyên lành. Anh cảm nhận nỗi cô đơn ngay trong nhà mình đang sống. Vợ con mình không tương đồng ý nghĩa nên chẳng tương thông. Bình, bây giờ con đã đến người cần phải hiểu sâu hơn những gì con có hôm nay là do những tấm huân chương đổi bằng. Con là người kế tục sự nghiệp của cha ông mà lại xem thường cái quá khứ hiên ngang. Thời chiến tranh mà đem so với hòa bình, hồi đó anh cầm súng đánh giặc có khác, bây giờ xây dựng đất nước là có khác chứ. Nhưng tấm lòng và nhiệt huyết cống hiến không khác. Con hơn cha này nhà có phúc, đời con phải khác đời ba. Nghĩa là phải vươn cao hơn, phải giỏi hơn, phải đạo đức hơn chứ không như vậy. Con xin lỗi ba, ngày nay cuộc sống quá đầy đủ, chúng con vào đời với tấm lòng phơi phới đường thẳng im con đá sỏi trong gai, nên mơ mộng cuộc đời lãng mạn đẹp như thơ. Đâu hiểu thấu những gian nan mà mẹ cha từng chịu đựng, nên cách nghĩ cách làm với gia đình có phần đảo ngược. Bởi quyến rũ đời thường nhiều màu sắc đa, nghe chuyện chiến công của ba như người nghe cổ tích, hay 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 mà chẳng có cảm thông. Tự biến mình thành những cầu âm cô chiêu, mặc sức tung bay xa rời cuộc sống thật. Con biết con đã làm cho ba xấu hổ, bởi chỉ biết lo hạnh phúc của riêng mình. Con nó đã biết lỗi rồi. À, mình... Má, má muốn con nên người chứ. Nội đâu rồi ba? Để con đi xin lỗi nội. Nội ở đằng sau á, có chú Năm Thắng, con An với thằng Lợi nữa. Thưa ba, thưa má, con ra nhà sau với nội. Có thằng Lợi, con An ở đây nữa hả? Con cái quá lắm rồi mà. Nó nói gạt tôi, nó đi thực tế ở Đồng Nai một tuần lễ mới về. Con này thiệt là quá lắm mà. Nó về đây chơi với nội với anh nè. Nhưng còn thằng Lợi. Thằng Lợi sao? Tụi nó thương nhau mấy năm rồi. Em cũng biết là anh có hứa với Năm Thắng mà. Nhưng em đâu có hứa. Em không có công bằng chút nào hết. Chuyện vợ của thằng Bình thì em lo sốt sắng, còn chuyện chồng của con An thì em phản ứng là sao ạ? Con gái em biết lo. Em rút kinh nghiệm đời em nè. Nó phải có chồng giàu, chồng nghèo khổ dữ lắm. Em chỉ có thể lo cho chồng cho con, chứ không thể lo cho rể cho xui được. Vậy ra những điều con An, thằng Lợi, Năm Thắng nói đều là đúng hết. Họ nói xấu em sao? Họ nói những gì mà em nói. Anh không ngờ em thay đổi nhanh quá. Thôi 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 thôi, em chán lắm rồi. Những ngày cực khổ tại sách nách mang, vừa làm dâu vừa nuôi con thơ dại, còn kẻ thù bài mưu ám hại, gian khó trùng trùng mà lòng chẳng nao.
mỗi lần vượt bưng biển vào thăm chồng ở chiến khu, được anh ân cần chăm sóc thương yêu, bao nhọc nhằn phút chốc bóng biến đi. Còn bây giờ thì trái ngược, anh lạnh lùng chẳng thân thiết như xưa, niềm vui chẳng còn vì anh đã đổi thay. Vậy mà lỗi lầm cứ trút cho vợ con, anh đâu có biết bao đêm thầm tủi phận nước mắt rơi. Em trách anh không còn bổn phận phải không? Anh làm được gì với sự sắp xếp của em? Nhưng chưa bao giờ em có thái độ gì với anh. Em tranh thủ làm ra thật nhiều tiền cũng để lo cho con, cho vợ chồng về già có của mà phòng thân. Sự đảm đang của em anh biết, nhưng em cũng nên hiểu cho rằng người ta ở đời không chỉ biết có tiền. Em tính toán, em quá thực dụng mà quên đi cái tình nghĩa ở đời. Thằng Bình nó làm sai là do lỗi một phần ở em đó. Anh tưởng bây giờ người ta sống vẫn còn tình nghĩa như xưa chăng? Anh đã lầm. Thời buổi kinh tế, người ta lo cái ăn cái mặc trước tiên anh à. Ai thì mặc họ, nhưng em thì không được vậy. Bởi vì trong lòng anh, em là người vợ hiền chung thủy, mà anh còn lòng yêu quý. Năm tháng anh ở chiến trường, mẹ yêu con khờ, em đã chung tất hai anh. Khi rời quân ngủ về quê, thì đôi mắt anh bóng tôi ánh sáng anh nhìn nhắm trường. Lại thêm nỗi lo toan em càng thêm vất vả, nợ nước giãn rồi còn tình nhà thì lại buông xuôi. Em chỉ muốn mình vui mà tận hưởng những phút giây yên lặng. Em quý trọng chồng em người chiến sĩ lỗi mình. Vì cái chuyện thằng Bình nó dọn dẹp quân chương bằng khen để treo những bức thiên nhiên hữu tình sơn thủy, mình có biết đâu khi nhìn những quân chương ấy, nhìn cuộc sống thanh cao trong sạch của mình, em vô cùng hãnh diện. Nhưng rồi cũng buồn tủi xót xa khi thấy người ta mưu danh trục lợi, miệng thì nói một đàng còn làm thì một nẻo, cứ dơ dét cho đầy thêm cái lòng tham không đáy của con người. Ngày xưa mình đi đánh giặc thì hiện rõ gương mặt của kẻ thù, còn cuộc sống bình yên hình dáng trạng khó mà lường, thiệt giả phân minh. Bây giờ đâu hiếm những kẻ đạo đức bô bô, thuyết pháp dạy người, còn mình thì hư hỏng. Mình đã yên thân, còn em
chen thì phải bon chen đối phó. Lời nhấn nghe ngày nay có tiền bạc đi kèm. Em vẽ cho anh bức tranh nhìn cuộc đời u ám quá. Đôi mắt anh tuy khi mờ khi tỏ, nhưng mà tấm lòng không tối tăm đâu em. Trong đời sống ta phải có phương châm sống, như là con thuyền có định hướng bến bờ. Sóng xô bảo vệ phải biết giữ tay chèo lái đó em. Không đơn giản như mình nghĩ đâu anh. Em không nói với anh bằng những suy tư lý luận, mà thực tế của cuộc đời đã dạy cho em ứng phó để tồn tại, không bị dập dùi bởi nắng táp mưa xa. Ôi những tưởng thanh bình cuộc sống đã bình yên, không tiếng súng nhưng âm thầm nhiều chiến tranh. Nếu em có lỡ sai làm điều anh không thuận ý, cũng chẳng qua là để chu tâm cho gia đình. Em không thể để con vì nghèo bị người ta khinh dễ, vì nghèo mà lầm lũi cúi mặt đi. Em nhân trở con an để duyên tình lỡ dở, vì nghèo giàu mà quên hết nghĩa tình xưa. Chẳng lẽ em làm mẹ mà em không có quyền với con em hay sao? Thằng Bình em đã lo cho nó, còn con An hả? Để anh và má anh lo. Nghĩa là anh gả con An cho thằng Lợi. Hèn gì, khi nãy vừa bước vô nhà em nghe lõm bõm má bàn với anh cái chuyện cưới hỏi. Thì ra má và anh làm cho em tức chết mới vừa bụng phải không? Con nói cái gì vậy Diệu? Con có thể giết chết tụi nhỏ bằng sự áp đặt, chứ má thì không đâu con. Con nhớ không, hồi đó anh Xui chị Xui đâu có chịu gả con cho thằng Hai, vì sợ cảnh chinh chiến con sẽ mang thân góa bụa. Nhưng con đã trốn theo và má đã chấp nhận. Bởi vậy ngày nay vợ chồng bay đề quề sanh con đẻ cái đó. Má ơi, mỗi thời mỗi khác. Mở miệng ra đổ thừa thời này thời nọ mà không nhìn lại chính mình. Đời má trải biết bao nhiêu thời rồi, mà thời nào cũng vậy, tao vẫn là tao. Ngó lên không thẹn cùng trời đất, cúi xuống không xấu hổ với cỏ cây. Có khác chăng là tuổi già sức yếu hơn, nhưng tấm lòng thì vẫn vậy, trước sau như một. Má, con làm việc gì đều có tính toán của con. Con An từ nhỏ sống với gia đình đầy đủ sung sướng, nó chưa hiểu được cái khổ, cái nghèo, cái thiếu thốn. Con đã trải qua hết rồi. Hồi đó con làm dâu nhà nghèo cực khổ thế nào má biết mà. Chú Năm thắng tình nghĩa anh em trước sau thì không có gì đáng nói, nhưng ngồi xuôi thì không ngồi được phải không? Con không ngồi thì để cho thằng Hai nó ngồi. Con không nhận rể thì để má nhận thế cho. Nhưng con An á là con đẻ nó ra, con phải có quyền chứ má. Còn má, má đẻ thằng cha nó, má không có quyền gì hết sao? Đâu phải mỗi tháng con cho má mấy trăm ngàn dưỡng già là má mất cái quyền làm mẹ, làm bà. Tao rút lại, đám cưới con An thằng Lợi tao lo. Má, má ơi, má, có ba của Hằng và Hằng xuống đây kìa. Hai à, lần này á con không thể tránh né được đâu, phải tiếp người ta cho đàng hoàng đó. Ba ơi, ba, con ra mời người ta vô đi con. Dạ. Diệu à, anh không phản đối chuyện thằng Bình, còn con An, đứa nào cũng là con. Em nên suy nghĩ lại, đừng để cho nó khổ tội nghiệp nghe. Dạ thưa bác, đây là nội của cháu, còn đây là ba của cháu. Kính chào bác. Kính chào anh. Dạ chào chị. Thưa bà, thưa hai bác. À tôi xin lỗi nha, để phiền anh phải xuống đây. Anh Hai, anh Hai Thanh, xin phép anh cho tôi gọi anh như vậy. Đúng là trái đất tròn có ngày chúng ta gặp lại. Anh Hai, anh còn nhớ tôi không? Dạ xin lỗi,
đôi mắt tôi. Tôi không biết nói gì để tỏ lòng khâm phục biết ơn anh. Anh hai, tôi là Thái Công Danh đây. Tôi không ngờ chúng ta còn sống để gặp lại nhau. Anh là Thái Công Danh, tên tù binh đã được anh tiếp máu cứu sống. Hằng, con hãy đến lại bác đi con. Không không, anh đừng làm vậy. Anh là ba ruột của cháu Hằng, là ông nhạc tương lai của con trai tôi mà. Thiệt tình lâu nay tôi không biết. Tôi chỉ mới biết khi gặp anh cái hôm ở trên nhà. Anh đi vội quá tôi nhìn không kịp. Nhưng tôi vẫn ngờ ngợ. Anh hai ơi, bao nhiêu năm sống ở nước ngoài, tôi vẫn nôn nao một ngày trở về thăm đất nước để gặp lại ân nhân trúc cạn tâm tình. Ngày trước về hoàn cảnh cách ngăn không thể nào nói hết chuyện khó tin, nhưng đó là sự thật. Hai kẻ đối đầu lại tiếp mau cứu nhau, nghĩa cử anh hùng đó như sức mạnh vô hình lại chuyển tình cảm trong trái tim tôi. Tôi muốn làm một việc gì tốt để được yên ổn lương tâm. Tôi thật sung sướng tự hào khi mau tim tôi có mau của anh. Có là gì đâu khi chúng ta cùng chung giống loài chuột tộc. Bởi giặc xâm loạn làm mà chia rẽ anh. Dẫu sau đây cũng là đất nước quê hương, còn là nơi cắt rút chôn nhau, là nơi tổ tiên thờ phụng. Nỗi đau chiến tranh tôi giết anh phải hàn gắn lại cho lành. Tôi đâu nỡ phụ khi lòng người đã. Anh hai ơi, có lẽ cuộc đời chúng ta có duyên phận. Ơn nợ của anh tôi phải lo tròn nên lũ trẻ mới thành duyên. Thì ra hai ông đã quen biết nhau à? Dạ thưa chị, ngày trước tôi là tù binh của anh ấy trong một trận dẫn lính đi càn. Tôi bị thương rất nặng, tưởng đã chết, nhờ anh ấy tiếp máu cứu sống. Năm 73 tôi được trao trả tù binh, mới còn giữ mạng sống cho đến ngày hôm nay. Thưa bác, con được nghe ba con nhắc về bác rất nhiều. Ngôi sao vàng năm cánh bác tặng thuở nào, ba con vẫn còn giữ kỹ. Đây, anh xem nè, bao nhiêu năm nay tôi giữ nó như giữ trái tim mình. Anh làm tôi xúc động quá. Thiệt là không ngờ, ở đời có những giá trị không thể tính bằng tiền. Nếu tiền mà mua được tất cả thì hồi đó thằng giặc nó thắng rồi. Thưa bác, Hằng, hôn lễ này có thể tạm hoãn được không em? Tại sao vậy anh? Vì anh là một kẻ giả dối, chẳng chân thành. Giả dối thì có, nhưng chẳng chân thành thì không. Xin phép chị cho tôi được nói thẳng. Trước khi muốn gả con gái tôi đã nhờ người dò tìm thân thế gia đình bên đàn trai. Vì chuyện trọng đại một đời người không dễ dàng hấp tấp, tôi biết cháu Bình đã cố giấu thân thế. Nhưng tôi thông cảm cho hoàn cảnh của cháu lúc đang du học ở nước ngoài. Tôi rất sung sướng khi biết cháu Bình là con của anh. Nhưng tôi không ngờ lại có chuyện không vui trong buổi họp mặt ngày hôm ấy. Tất cả lỗi là do cháu. Thưa bác, thưa anh hai, tôi về Việt Nam lần này một công hai chuyện. Thứ nhất là tìm hiểu thân thế gia đình bên đàn trai.
Thứ hai là tôi muốn nhờ anh giúp cho một chuyện. Thưa bác và anh, tôi muốn tìm cha ruột và nội ngoại của cháu Hằng. Vì tôi được biết quê nội của cháu Hằng ở vùng Chương Thiện, Vị Thanh. Cháu Hằng không phải là con ruột của anh. Dạ không. Mẹ cháu là một cán bộ cơ sở, bị tụi mật vụ bắt được giam trong khám, đã chết sau khi sanh cháu trong tù. Trong hồ sơ lưu trữ, tôi có lấy được tấm hình chụp chị ấy với chồng. Mắt tôi mà hình cũng mờ quá. Ngoài tấm hình còn giấy tờ gì khác không anh? Đây là hồ sơ lý lịch Hằng. Dạ. Con đọc đi. Dạ. Tên họ Trần Thị Liên, sinh năm 1950 tại Vị Thanh, Chương Thiện. Sao? Trần Thị Liên? Không lẽ con Liên vợ thằng Năm Thắng? Quê của nó cũng ở Vị Thanh. Quỳnh ơi. Dạ. Con chạy ra làm sao mời chú Năm vô đây lẹ đi con. Dạ. Khỏi mời đi nội, chú Năm và anh Lợi bỏ về trển rồi. Đúng là hình tôi chụp chung với cô ấy sau khi cưới được 10 ngày. Liên đã vào thăm tôi lần cuối khi có thai được 8 tháng. Tôi đưa cô ấy về bên ngoài chờ ngày sinh nở. Không ngờ lần đó cô ấy bị bắt. Mấy tháng sau thì chết trong tù. Anh còn một đứa con gái mà tôi đã thay anh nuôi dạy hăm mấy năm trời. Có thật vậy không? Tôi có một đứa con gái à? Nó còn sống à? Nó... Ba... Ba ơi ba... Nó đó, tôi đưa nó trở về tìm lại nguồn cội xưa. Mình chưa rõ. Nay con về lại quê hương, tìm ra cội nguồn, vì chính chiến phải ly tan. Từ trong tiềm thức lòng luôn mong tìm kiếm lại con mình. Quá trời Phật không phụ lòng người nhân nghĩa, con gặp lại người cha mà từng nhớ trong giấc mộng mơ màng. Nhìn con khôn lớn phảng phất bóng mình người xưa. Liên ơi, phải chăng hồn em quanh quẩn đâu đây, suy khiến cha gặp con niềm vui qua nghẹn ngào. Anh dân ơi, xin nhận của tôi một lại. Chính nhờ các anh thức tỉnh lương tâm, một việc kia không xóa hết tội kẻ sai đường. Kết quả hôm nay là do biết yêu nhau.
nhân đền nhân nghĩa. Người biết mình là vậy đó cán con. Ba ơi, con đã mất mẹ từ lúc mới nằm nôi, nhưng lại được hai người cha bên sanh bên dưỡng. Ngày hôm nay con như được sanh thêm một lần nữa. Đất tổ quê hương lần đầu con biết, con mới nghe hơi đất ấm dấu chân. Khi quyết tâm tìm lại cội nguồn cho cháu Hằng, tôi nghĩ đó là chuyện mò kim đáy biển. 20 năm rồi biết bao biến động. Anh Thắng, niềm vui của tôi cũng như anh vậy đó. Từ đây tôi không còn cúi mặt, lương tâm nhẹ nhõm đi nhiều. Anh Danh ơi, anh đã hết lòng cảm phục chúng tôi mà làm điều kỳ diệu. Tôi cũng xin trân trọng tấm lòng nhân, người đã thấu hiểu sự đời. Sau chiến tranh tôi trở về vui cùng ruộng lúa, chân bước gặp gần trên giường đất quê hương. Nợ nước con giờ đã trả xong, còn chút tình riêng thì không sao tạo được. Mai còn đứa con trai sớm chiều an ủi, nay con gái lại về, tôi có chết cũng vui. Mình phải sống chứ, sống để nhìn bầy cháu thơ nổi ngoài, dâu để đủ đầy tràn ngập niềm vui. Chị Hằng là con của chú Năm thì ba có dâu chứ đâu có rể. Con với anh Lợi chắc phải chia tay quá. Không ai có thể chia rẽ được chúng mình. Chứ ai làm chuyện lạ đời, một nhà mà làm xuôi hai cặp. Em an tâm, anh chỉ là con nuôi chứ đâu phải là con ruột. Chị Hai, em mừng chị đã trở về với ba. Từ nay em không còn là thứ hai nữa, mà là thứ ba, em út trong nhà. Nội, nội ơi, có phải vậy không nội? Đúng đó con. Còn má, má tính sao chuyện của em con? Má, con xin lỗi má. Em xin lỗi mình. Tôi xin lỗi chú Năm. Chú cho tôi gọi bằng anh xuôi được chứ. Bây giờ tôi mới hiểu, tiền thì rất cần cho cuộc sống, nhưng nhân nghĩa tình đời càng không thể thiếu khi đã được sang giàu. Càng sang giàu càng phải hết sức giữ gìn tình nghĩa. Một câu nói của em, anh thấy đôi mắt của anh như là sáng lại. Anh Danh à, mình còn là người Việt Nam mà, thì phải vì sự giàu đẹp và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam, chúng ta cùng nhau góp sức. Anh đồng ý chứ? Đó là tâm nguyện của tôi. Trong lòng tôi từ lâu đã có ngôi sao vàng năm cánh. Các con, vậy là má vui lắm rồi. Ông bà có đức không sức mà ăn, hãy sống ngay thẳng bằng tấm lòng nhân nghĩa thì hạnh phúc mới được lâu bền đó các con.